Kính chào quý vị và các bạn thân mến, mình tên là Quan Thị Tâm Như, là học sinh lớp 5A trường tiểu học Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Hôm nay mình rất vui khi được quay video tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu do Thư viện tỉnh Tuyên Quang phát động. Sách là sở thích của mình, ngoài thời gian lên lớp, mình còn thường xuyên đến thư viện nhà trường để tìm đọc sách với nhiều thể loại và nội dung khác nhau. Sách là người bạn tri kỷ của mình trong quá trình học tập và giải trí. Cuốn sách mình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn có tựa đề Bọ ngựa lạc vào nhà của tác giả Vũ Tú Nam do nhà xuất bản Kim Đồng, được phát hành vào năm 2012. Các bạn hãy dành ít phút để lắng nghe mình chia sẻ về cuốn sách này nhé. Nhắc đến tác giả Vũ Tú Nam, đây là một nhà văn rất đỗi quen thuộc đối với chúng ta. Ông là cây bút dành nhiều trang viết cho thiếu nhi. Các tác phẩm của ông luôn dùng những tình tiết thú vị, vui nhộn, hài hước, luôn giữ vẻ hồn nhiên để phù hợp với lứa tuổi học trò. Sách Bọ ngựa lạc vào nhà gồm 15 câu chuyện nhỏ. Mỗi câu chuyện là những lý giải, chia sẻ về thiên nhiên, động vật và đặc biệt là lan tỏa tình yêu thương. Ngôn từ sử dụng xuyên suốt câu chuyện, giản dị, quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Các câu chuyện là những mảnh ghép nhỏ thể hiện sự tìm tòi, học hỏi của các cô, cậu học trò nhỏ, ẩn chứa bên trong là tình yêu thương, trí tưởng tượng phong phú của các bạn nhỏ. Đọc sách, chúng ta sẽ hiểu được những suy nghĩ của các bạn nhỏ ở thành phố về thiên nhiên, động vật và những điều thú vị trong cuộc sống. Đó là những câu chuyện như Sạch Sành là anh kẻ trộm, Cào Cào thuở bé, Con mèo hoang. Mình sẽ chia sẻ câu chuyện mà mình tâm đắc nhất trong tập truyện này đến các bạn nhé. Câu chuyện Bọ ngựa lạc vào nhà là câu chuyện của Cu Tuê tìm cô bọ ngựa cái đi lạc. Cu Tuê là cậu bé rất yêu thích thiên nhiên. Cậu có rất nhiều bạn trong khu vườn nhà mình như đàn chuồn chuồn, chú dế, con cá, con sáo, chó sồm, con khướu nhà ông Quý và con bọ ngựa. Cu Tuê gặp gỡ cô bọ ngựa cái trong bụi dâm bụt trước vườn nhà và cu cậu tưởng tượng ra rằng sẽ nuôi cô bọ ngựa đến khi nó đẻ ra buồng trứng, rồi từ đó sẽ nở ra hàng trăm con bọ ngựa con. Để rồi sau này, chúng sẽ thay nhau canh gác khắp vườn nhà bắt sâu bọ. Rồi một hôm, cô bọ ngựa bị thất lạc, khiến Cu Tuê nháo nhác đi tìm. Kết quả phát hiện ra cô bọ ngựa bị con khướu nhà ông Quý ăn, nên cậu bé rất tức giận, cho dù khướu cũng là bạn thân của cậu. Đọc tập truyện Bọ ngựa lạc vào nhà của tác giả Vũ Tú Nam như là hành trình hòa mình vào thiên nhiên của các bạn nhỏ, từ cây cối, các động vật nhỏ đáng yêu, sinh động qua lời văn của tác giả, những suy nghĩ, trí tưởng tượng phong phú, ngộ nghĩnh, mang nét riêng của các bạn nhỏ về cách nghĩ, cách chơi. Các câu chuyện trong tập truyện như mảnh ghép nhỏ giúp chúng ta hiểu được cuộc sống thú vị của các nhân vật trong sách, tình yêu thương giữa con người với con người và con người với thiên nhiên. Các bạn đã thử hòa mình vào thiên nhiên và coi những động vật nhỏ là bạn của mình hay chưa? Nơi mình đang sinh sống là miền quê với môi trường thiên nhiên phong phú, đa dạng với các loài vật. Nếu các bạn có thời gian, hãy đến thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang quê mình nhé! Đây là miền quê đáng sinh sống, dành cho những tâm hồn yêu và thích hòa mình vào thiên nhiên như mình. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về các câu chuyện trong sách, hãy tìm quyển Bọ ngựa lạc vào nhà để đọc và cảm nhận nhé. Video chia sẻ sách của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn khi có lần sau. Và bây giờ thì tạm biệt các bạn.